Tuần vừa qua thì mình khá là bận mọi người, vừa đi rẫy về. Thì tuần vừa qua như mọi người cũng biết là sầu riêng ấy, mùa này nó đang là ra hoa, nó chuẩn bị ra hoa, thành ra mình phải đi phát cỏ này, đi bơm nước này, rồi đi xịt thuốc rất là nhiều, bù đầu bù tóc luôn nè. Đấy, thành ra là thời gian để mình làm YouTube nó hơi ít đi một xíu, thì mọi người thông cảm nha. Thì những cái ngày mùa như thế này thì một tuần mình sẽ ra khoảng 2-3 video gì đó thôi, chứ không được nhiều. Với lại hôm nay là thứ sáu rồi, lẽ ra là mình phải làm cái mấy cái video chim hay nhất tuần ấy là thứ tư thứ năm, nhưng mà nay qua thứ sáu rồi. Tại bữa nay trời mưa nè, trời mưa thành ra mình về sớm ấy, thì cũng tranh thủ làm video cho mọi người xem ha. Rồi bắt đầu vào phần chính luôn đi. Bữa nay mình sẽ xem ai có con chim hay nhất tuần ha. Đầu tiên là của vợ bạn Võ Thanh nha mọi người. Có cái lồng khá là giống cái lồng mình mới mua. Trời mưa khá là ồn, mọi người thông cảm ha. Rồi con này nuôi thêm chút nữa là cũng ngon lành đó. Tiếp theo là của bạn Linh Hà. Mọi người để ý bạn này, bạn cho ăn cám vô cái cống nước nè, để cho nó kiểu chắc là để cho nó khỏi vương vãi ấy. Rồi con chim này cũng khá là siêng hót mọi người, cũng ngon. Ở bên này có con sát pháo đó nè, sát pháo bên này chắc kiểu mới bẫy ấy. Đấy, khá là im. Chim bạn treo gần như này, con sắc pháo nó bị lép vế đó nha. Thì mọi người cũng để ý nha, chim chim mà cái con mới bẫy về mà để sát cái con mà nuôi lâu rồi là nó bị lép ấy, nó không hót đâu. Hoặc là treo treo sát nhau quá thì cũng không nên. Đấy, nếu sát không có không gian thì có thể che cái miếng giấy, hoặc là con mới bẫy với lại con nuôi lâu rồi thì nên để khoảng cách nha. Không thì con mới bẫy nó sợ, nó không hót đâu. Tiếp theo là hình của bạn Võ Hồng Thanh, ai cao tay chỉ cắt khắc phục. Cám rớt mọi người. Cái lồng của bạn Hồng Thanh nè, cái phía trên này là bạn gỡ cái cây này ra đi, bạn để vậy nó ỉa đầy vô cái cống nước này, bẩn nè. Với lại lồng hút mật mà để cây nhiều quá, cái không gian cho nó vùng tay vùng chân nó không có á. Chim hút mật đó, nó không nó nhảy, nó là nó cái thuộc cái loại thích nhảy, nhưng mà nó cũng thích có cái không gian để nó làm như thế này nè. Đó, thành ra cây nên để một cây ở giữa thôi, còn lại để cái khoảng không ở trên đó cho nó bung cánh ha. Còn để vậy thì để trên nó ỉa xuống là cái cống nước bẩn hết rồi nè. Và nếu mà nó vương vãi cám thế này thì mình cũng đang tính làm một cái video là chắn rơi vãi cám cho mọi người. Nhưng mà nói chung là cơ bản thì bạn nên canh một ngày nó ăn bao nhiêu thì cho tầm đấy cám thôi. Tiếp theo là của bạn Lê Bá Truyền. Wow, quá trời quá đất mọi người ơi. Nhà nuôi được mấy con cọp này hổ báo quá nha. Được đấy. Trời ơi. Ghê nhà. Nhà nuôi được mấy con cọp đó, sung con nào cũng sung nhà. Đấy, như bạn truyền là mọi người thấy không, bạn nuôi sát nhau nhưng mà chắn ra hết, chắn ra không cho nó nhìn thấy mặt nhau.
Đấy, bạn làm cái lồng sắt dài như này ấy là để nuôi được nhiều nhiều con ấy. Cũng hay. Sùng quá nha. Rồi, ngon lành cành đào mọi người ơi. Con này thấy có ứng cử viên nè. Con này ứng cử viên 30 ngàn nè. Rồi tiếp theo là của bạn Nguyễn Trọng Nam. Chim này chắc chưa tới rồi. Xì không thấy nói năng gì hết. Rồi, quay hơi lắc nha. Để điện thoại im im chút cho đỡ lắc nha. Tiếp theo là của bạn Trần Thanh Kiệt. Nuôi chim trong hồ cá. Bạn nuôi một cặp trong hồ cá này. Nhìn cũng khá là hay ho nhưng mà mình nghĩ là không biết là nó có thoáng thoáng khí không bạn nhỉ? Nhìn có vẻ hơi hơi bí á. Nhìn có vẻ hơi bí nhỉ, không biết là ở trên nó có trống không. Rồi tiếp theo là của bạn Ngọc Bảo. Chim gì hót như một cái máy vậy, không ngơi nghỉ. Bạn này là tuần trước bạn có gửi một cái, cũng đăng một cái con chim không biết phải con này không mà nó cũng hót y như cái máy như này nè. Mà mình bảo bạn rồi là chim nó hót hay như này thì đầu tư đi, đầu tư cái lồng cho nó ngon ngon đi. Trời ơi, con chim hót quá trời hót mà đầu tư cái lồng mấy chục ngàn đó cho nó xứng với con chim này. Chim này là phải lồng đẹp nha mọi người. Hót như cái máy ha. Để quay sát mà nó cũng hót. Rồi, đấy cũng là một số cái video mọi người gửi về thì mình thấy là cái con đây, con này. Không biết là mọi người có đồng ý kiến với mình cái con này không nhỉ? Đấy. Con kia nó hót nhiều nhưng mà nếu mà so với con này thì nó cũng không bằng đúng không mọi người? Đúng không? Đó. Vừa hót nè, vừa múa, vừa dạt. Đấy. Đấy thì tuần này mình sẽ chọn cái con này được 30 ngàn nha. Đấy mọi người ý kiến như nào để dưới phần bình luận ha. Mình nghĩ là con này là xứng đáng nhất rồi. Bây giờ mình sẽ nhắn tin cho bạn Lê Bá Truyền. Thì tuần này bạn Lê Bá Truyền sẽ được 30 ngàn nha. Thì mọi người nếu mà muốn tham gia thì cứ tham gia vô group rồi đăng những cái gì nghĩ là mà mọi người nghĩ là hay ho đấy, đăng lên để cho anh em cùng giao lưu tham khảo, chủ yếu là như thế thôi. Còn cái 30.000 này nó chỉ là cái kiểu thưởng cho vui thôi mọi người, không nó không có giá trị về mặt chất vật chất, nhưng mà kiểu anh em trên kênh mình giao lưu với nhau là ok rồi ha. Rồi thì mọi người nhớ tham gia group nha, group mình để cái link ở dưới này. Anh em nào mà có chim muốn bán nè, rồi có câu hỏi gì đăng lên nè. Nói chung là những cái gì hay ho đó thì cứ đăng lên đi, rồi cuối tuần mình sẽ xem một cái clip nào hay ho nhất thì mình sẽ chọn là được 30 ngàn ha. Rồi thì đấy cũng là tất cả những gì của cái video này. Xin cảm ơn tất cả mọi người và thứ tư tuần sau sẽ tiếp tục ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.